Ê, tao thấy mày rảnh ghê á. Cái tiền mày bỏ ra gấp cái này á, tốn gấp mấy lần cái tiền mà mày cầm ra ngoài mua luôn đó con. Đừng có nói vậy. Mày nhìn nó vô bổ tốn tiền vậy thôi. Chứ cái trò gấp thú này nè, nó chứa đựng bài học sâu sắc hơn là mày nghĩ đó. Hả? Sâu sắc cái gì? Khoảnh khắc mà mày muốn buông xuôi nhất, thì đó chính là lúc mày phải càng cố gắng. Thành quả sẽ luôn đến với những người không bao giờ biết bỏ cuộc.